Chữ lưu là dòng sông. Trong từ dự lưu là để ám chỉ nơi mà tất cả tám chi phần của bát chánh đạo cùng hội nhập lại. Dòng sông, này Sariputta, được nói đến như vậy, này Sariputta, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, Sariputta là Xá Lợi Phất đó. Đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chúng ta biết rồi, bát chánh đạo. Thành ra cái bát chánh đạo là cái cốt lõi của đạo Phật. Bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Như nãy có nói đó, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý, túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo. 7 chi mà bát chánh đạo gồm hết 7 6 chi trên. Thì bữa nào rảnh chúng ta giảng vào bát chánh đạo. Bát chánh đạo của bốn đường ác, bát chánh đạo bốn đường thiện, bát chánh đạo của tứ thánh, bát chánh đạo ba bậc tam tôn. Cái này sư trưởng có giảng đó, nghe tôi kêu là bốn đường ác, kêu là bát tà đạo. Tà kiến, tà tư duy, tà niệm, mới vừa coi lại trong bát chánh đạo của chân lý. Rồi cõi người trời thì bát chánh đạo, tới tứ thánh là bát thánh đạo, rồi tới ba bậc tam tôn là bát thánh tạo viên dung mà siêu việt, hay là bát chánh đạo tùy thuận. Thôi cái đó chúng ta nói sơ bên này, là cái này tôi nói nếu tôi giảng kỹ là chắc ít, là ít nhất cũng là 10 lần hoặc 20 lần, nhưng mà giảng sơ thôi vì tôi gặp quý vị quá ít, thì giảng một nửa, một nửa quý vị về làm ơn. Đây là tăng ni mà, là cái rường cột của đạo Phật, mà tôi thấy bộ nó mục hết rồi. Đừng có buồn tôi. Tôi nói sự thật đó, tôi rất chán cái tăng ni ở đây. Tôi giảng mấy kỳ rồi mà tôi thấy cư sĩ nó rất là tha thiết. Ở Trà Vinh cư sĩ nó đầu tắt mặt tối, mà chỗ nào tôi giảng nó cũng ráng nhín thời giờ nó đi, nó con sắp xếp chứ. Mặc dù con rất bận, nhưng mà con sắp xếp thì có đó con cũng đi. Tôi rất là kính những người đó. Tôi nói thật, tôi rất là kính. Cũng như bà Tỳ Sa Cư, cư sĩ mà đắc quả bất lai, đâu phải dễ mà Mặc Lợi Phu Nhân, hoàng hậu mà cũng đắc quả bất lai. Mấy người đó rất đáng kính. Còn một vị tỳ kheo, tăng tỳ kheo ni đó mà đắc quả thì nó thường thôi. Bởi vì quý vị rảnh quá trời, ăn uống thì có trụ trì lo hết mặt, thì tới rằm tháng 7 tới rồi rảnh đi. Ở thì có cốc lá, hoặc ở đúng là người tu là ở dưới cội cây. Ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây, Đức Phật nói mà. Chúng ta đâu có làm gì tối ngày đó tham thiền không. Tôi nhờ vậy mà tôi đi sâu tôi mới giảng được vậy. Mà giảng nó nhập tâm rồi, tôi đâu cần coi giấy nữa, nó đầy ở trong đó hết. Thì tôi mai này qua ngày khác chứ đâu mà, nhưng mà tôi mai là tôi vô gặp khất sĩ, mà gặp ngay giác chánh. Không cho làm gì đen đạo là. Sáng là tôi không có độ niệm tâm, mà sáng ở dưới đoàn là không có độ niệm tâm, có độ bữa nọ trưa mà phải đi xin ăn đó. À, không cho về chỗ trụ. Sáng rồi tôi nói là 11, 12 giờ tôi ngồi luôn tới 9 giờ sáng. Tôi ngồi 8, 9 tiếng hồ. Như vậy là mới hiểu đạo Phật được. Ngồi ra tuốt ngoài ruộng không có một con mũi nữa. Ngoài đó đâu có bộ đoàn, mất gì đi hành đạo làm sao có bộ đoàn. Lấy rôm trải, lấy cơm su trải lên, lấy cái y hạ trải lên là ngồi 8, 9 tiếng đồng hồ, mặt trời nó mọc cao mới quải cái bát ở trong quê ta ăn có 2 ngày, 2 lần. 9 giờ rồi nó ăn, chiều 3, 4 giờ ăn. Thì mình đó 9 giờ mình quải bát ra mình kiếm mớ cơm, không có đồ ăn, đem theo muối tiêu. Hồi đó không biết ăn mè nữa, đâu có biết xin cái gì, còn bây giờ cả đống. Rồi đó rồi là kiếm cái chỗ nào rồi ngồi ăn. Mới 10 giờ, 9 giờ mấy 10 giờ làm à, không có đợi tới 11 giờ rồi. Nó là sự tự mét, sự tỏa hoài. Mà tôi sự thức á, kiếm cái chỗ cốc cây là ngồi làm. Nó còn nóng. Ở trong quê người ta đâu có ăn mà gạo ngon như mình. Ăn lúa thần nông không à. Còn lúa mùa họ để bán. Trời, ở trong quê mình thấy tội nghiệp. Tự mình trồng mà mình ăn đồ dở không. Mà ăn, họ ăn còn nóng. Cái nụ cơm đem ra là họ ăn. Có khi để em bếp họ xuống, họ để cho mình. Mà để tới đúng giờ rồi nguội ngắt. Ăn như cơm cháy. Nhai không có tiêu. À, nó nóng nóng là dễ ăn, tôi là tôi làm. Hồi nay tổ là hay, lãnh đạo dẫn đoàn phải vậy, ngay độc giới là mét. Sư Khang sư Thức là mới có 10 giờ mấy, 10 giờ là ăn rồi. Ngồi sư tôi hỏi sao vậy không?
Làm sao ông biết giờ ngọ? Không có đồng hồ hả? Đi hành đạo không có nào có đồng hồ, con cái một để trong rung chuông thôi. Rồi sở hữu di tử nó coi mặt trời. Mặt trời ngài nói chuyển mưa làm sao coi? Thì tôi chắc chắn này, mày nói coi cái bụng mình. Hãy nói đói là ăn. Ăn ngày bữa mà bắt cái gì nữa, bữa nay ông ăn sớm thì mai ông đói sớm. Hãy hỏi cái bụng mình nó đói rồi thì cứ ăn. Tôi với sư thức nở cái mặt. Nói cho mình đi được, cực muốn chết mồ đi. Mà siết nữa là làm sao đi cho nổi. Phải ăn có bữa mà đi một lần là 9-10 chén cơm nha. Sư tử cũng ăn dữ lắm, cái bụng cũng bự ăn. Ăn tới 11 chén. Tôi thì 9 chén là ăn hết vô. Ông nói lãnh đi chút nó sớt cho trọn. Hai sư 20 chén. Tôi sớt cho ông thêm 2 chén. Tôi tiếp đây. Lành thai này Sariputta. Đây là dòng sông thánh đạo. 8 ngành. Tức là chánh kiến, chánh tư duy cho tới chánh định. Dự lưu này Sariputta được gọi như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu tám thánh đạo tám ngành, người ấy gọi là dự lưu. Vì tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy. Lành thai này Sariputta, ai thành tựu tám thánh đạo tám ngành, người ấy gọi là dự lưu. Vì tôn giả với tên như thế này, với họ như thế này. Thành là cuối cùng kết luận là bác chánh đạo là thánh quả. Mà bác chánh đạo là gì? Ồ, cái đó mới là cái khó, không có giảng gì hết. Mình vô đọc, mình nói muốn vào dự lưu là phải hiểu bác chánh đạo. Tám ngành, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Giảng sao đây? Cái này nếu mà giảng theo bốn đường ác cũng được, mà bốn đường thiện cũng được, mà giảng theo tứ tánh cũng được, mà ba đợt tâm tôn cũng được. Nhưng mà cái quan trọng của đạo Phật là nhập lưu. Thì phải cái nhìn bát chánh đạo khác. Mặc dầu cũng tám ngành nhưng mà cái nhận thức nó khác. Nhận thức nhập lưu là phải thấy được cái bất tử. Mà bát tông kêu là Phật tánh. Mà làm sao thấy Phật tánh? À, thì thôi chúng ta để khi khác. Để thế giới để chút cuối cùng kết luận. Tôi sẽ chết với cái vụ Phật tánh này, với cái vụ bất tử này. Nhưng mà rỉ mỏ hoài phải đó. Cứ gõ mãi thì cửa mở. Tôi chán đạo Phật lắm. Nhưng mà tới cái chỗ Đức Phật nói thời buổi mà không có thầy, không có thánh nhân, thì các con cứ gõ mãi đi rồi cửa sẽ mở. Thì rồi gõ mãi thì ai bằng cất sĩ. Ở không cứ gõ hoài. Cứ nhồi tới nhồi lui, nhồi tới nhồi lui. Trong lúc thanh tịnh mình hiểu. Lúc thanh tịnh hiểu. Mà hiểu rồi thì những cái kinh trước mình bí hiểu hết. Hiểu hết luôn. Thành ra tôi coi cái nào tôi coi một quyển kinh. Cũng như cái kinh Trung Bộ tôi coi mười mấy lần. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm tôi coi 30-40 lần. Nghiêm nó cao hơn. 15 mạng chúng sanh là từ Thủ Lăng Nghiêm tôi sắp lại. Cũng như có 10 pháp giới à. Mà sư trưởng giám đề 13. Mà sư pháp giới ngày sửa lại là chúng sanh. Pháp giới là gì? Là tất mọi người sống chung với nhau gọi là pháp giới. Thì sống chung đó là chúng sanh. Thì nó ngài nói phải tập sống chung tu học. Sống chung là không thể làm biến được. Nhờ cái đoàn thể kéo mình. Kêu là thầy sáng bạn lành. Nếu không có sống chung là không thể giữ giới được. Giới nó khó giữ lắm. Mình là có tập khí rồi, nhiều khi không giữ tới giờ rồi chuông reo nhận tắt ngủ nữa. Bữa nay không ngồi mai ngồi. Có chúng mình làm sao làm vậy được. Nó kéo mình lên hoặc nó đi mát ông thầy bố sư mình. Nhờ đó mình tinh tấn. Ngày qua ngày rồi già rồi làm sao tu. Tôi bây giờ già tôi không có ân hận. Hồi trẻ là tôi làm hết mình. Bây giờ tôi ngồi đâu có được cái chân sưng dù. Ngồi bán già mà còn không xong nó cũng sưng. Chỉ có nằm mà phải kê chân đó thì nó mới không sưng thôi. Nhưng mà tôi đã ngồi suốt đời rồi. Mà giáo pháp giờ tôi tạm vững tôi có thể nằm mà tôi quán pháp được. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại. Thì ở đây chúng ta nên nhớ dầu bắt chánh đạo tám ngành.
thì cũng lấy cái bất tử, chứ không thể lấy pháp môn đối trị, cải sửa, theo phê phán. Mà không, khoa học nó kêu là phân tích và tổng hợp. Phân tích tổng hợp là pháp môn của người trời, thì kêu là bát chánh đạo. Chánh kiến thì khác với tà kiến. Chánh kiến, kiến đây là cái gì mấy vị biết không? Kiến đây đó là cái cảm giác. Chánh tư duy là cái tư tưởng. Mình phải thấy nắm được. Mà hãy nắm được cái cảm giác và tư tưởng thì tạo ra tam giới. Dục giới, bốn đường ác, địa ngục, ngữ xuất sanh thì chuyên sống về sát thân, sát quẩn. Mà xưa tôi cũng lầm, tôi tưởng sát quẩn là không có cảm giác, tôi tưởng có hết. Mà cảm giác của bốn đường ác là ngạ quỷ, tư tưởng của bốn đường ác là xuất sanh. Thành ra không kêu là thọ quẩn được mà là sát quẩn. Tất cả cảm giác tư tưởng lo về sát thân. Rồi tới sơ nhị tam tứ thiền thì mới từ bỏ cái xác thân bên ngoài, sống về cảm giác xúc thực, ăn bằng cái hỷ lạc, nhưng mà chưa có tư tưởng. Mặc dù vẫn có tư tưởng nhưng tư tưởng lo về cái xác thân thứ hai. Chúng ta thấy là duy thức khó khăn, ngồi thiền lắm mới hiểu được vậy. Thành là cõi sơ nhị tam thiền vẫn có xác thân, có cảm giác, có tư tưởng, mà cảm giác khác với dục giới, tư tưởng khác dục giới. Đây là xúc thực, vẫn có xác thân. Giờ 9 giờ là phải 9 giờ hết không? Bây giờ hết đâu, chấm dứt hay là coi, hay là tôi tóm 15 phút nữa ngày ngày. Tôi nói cái này tôi mới giảng cái đầu chưa, chắc còn 30-40 lần á. Chút rồi hỏi quý vị à, cái nào không sáng tỏ hỏi lại. Còn nếu sáng tỏ hết thì tôi hỏi à. Quý vị hỏi tôi sẵn sàng trả lời. Mà tôi hỏi thì cũng năn nỉ quý vị cũng ráng trả lời. Trúng trật gì trả lời để tôi biết cái trình độ. Quý vị nói là tôi biết trình độ liền. Còn nín thinh gì ông nội tôi cũng không biết quý vị đưa tới đâu. Rồi tôi không biết làm sao giảng. Nếu quý vị sâu tôi giảng sâu hơn. Còn nếu quý vị cạn là tôi giảng cạn thôi. Thành ra nội cái này nó mới có nhập cái chút xíu bắt chánh đạo còn dài dài. Thành ra cái bát chánh đạo mà muốn ngộ quả dự lưu là phải thấy cái bất tử. Chánh kiến thì của người trời xuất thực, của bốn đường ác, với người trời dục giới là đoàn thực, rồi của sơ nhị tam thiền là xuất thực. Xuất thực ta không có ăn ở đó, thành ra sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ họ không động tới, cõi này cao thượng đó. Thành ra cõi sắc giới là không có người nữ, không có người nam, không có nam căn nữ căn, cái sắc thân họ trong suốt. Chúng ta nhìn thấy chỉ có dây thần kinh thôi, chứ cái sắc thân bên ngoài không ấy. Thần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi coi tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà ngồi thiền rồi tôi thấy quả đúng như vậy. Khi mình thanh tịnh mình sẽ nhìn thấy cái sắc thân của cõi trời. Nốt quả là vậy, thành ra cõi trời không có chết. Họ biến mất. Kêu là trong kinh nó kêu là quá thân. Họ chết ở đây, họ sanh ở chỗ khác. Khỏi chôn, khỏi gì hết trơn, khỏi có mà hộ niệm mốc gì hết. Ngồi trước cõi trời vô sắc còn cao hơn nữa. Thì họ ăn bằng cái tư niệm thực, bằng tất cả những cái tư tưởng thiện. À, mà tư tưởng thì nó đâu có xác thân. Cái tứ thiền còn có cái ốc, có xác thân, nhưng mà không dùng xác thân bên ngoài, không dùng xác thân bên trong, chỉ an trú vào tư tưởng. Hư không vô biên thì nó lấy cái thân là hư không, cái tư tưởng là hư không, hoàn cảnh chung quanh là hư không. Mà hư không quý vị nắm được không? Hư không mà có gì còn không hiểu. Đất nước lửa gió hư không, đất nước lửa gió đều nằm trong hư không. Ngoài hư không là không có đất nước lửa gió. Đất là cơm cháo bánh mì đồ ăn thuộc về đất. Thấy nó quan trọng mà nó không quan trọng lắm. Quý vị có thể nhịn đói 100 ngày hoặc 200 ngày vẫn sống nếu uống nước. Còn kế đó nước quan trọng hơn. Nước quý vị nhịn khác chừng 4 ngày là chết rồi. Thì nó quan trọng hơn.
Còn những đất đó là 100-200 ngày vẫn còn sống. Còn lửa là chất nóng trong người. Quá 8 tiếng rồi là kể như chết thiệt. Dây thần kinh mình 8 tiếng mới được, mới chết thiệt. Thành ra tịnh độ phải 8 tiếng mới được liệm. Quý vị thấy là nó rất hay. Rất hay. Rồi tới tư tưởng. Đất nước lửa còn tới gió. Gió thì quý vị chịu 2 tiếng là đủ ngủm cô đeo rồi. Ai mà nó bóp mũi mình 2 tiếng là mình chết rồi. Thành ra đất thì có thể mấy trăm ngày không chết. Nước thì có thể 4 ngày. Lửa thì 8 tiếng. Còn hơi thở của mình giỏi lắm 2 tiếng rồi. Thì chết rồi. Còn hư không, thiếu một chút xíu là không còn một cái gì hết. Đất, nước, lửa, gió đều nằm trong hư không. Hư không nó bao la bao nhiêu cùng. Còn tới kiến, tới thức nữa. Thì thôi bữa khác tới dài. Quý vị còn phải ngồi thiền, đi dài dài. Nghe pháp của tôi là phải về Bát Kiết Già rồi dùng cái rắn thanh tịnh. Ôn lại mai ra mới hiểu được. Tôi không phải là giảng thiếu thiết. Mà là giảng con người quý vị. Quý vị phải trở về kêu bà nội tỉnh nhất tâm. Ở trong kinh của Minh Châu đó là qua nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm thì mới hiểu được bài giảng của tôi. Mà nó ngay trong này. Thành ra bên Đại Thừa đó, Bát Tông là bảy thức: đất, nước, lửa, gió, hư không, kiến, thức. Bên Nguyên Thủy có sáu: đất, nước, lửa, gió, hư không và thức, không có kiến. Mà kiến là gì, thức là gì? Không chết nữa, chúng ta phải nghiền ngẫm. Tôi giảng đây quý là của tôi chứ không phải quý vị đâu. Quý vị cũng về cũng ăn nằm nó một vài tháng, ngồi thiền ôn tới ôn lui. Quý vị là tăng ni là rảnh nhất, mà tăng ni khất sĩ á, bên chùa thì làm đầu tắt mặt tối. Còn cư sĩ là tội nghiệp họ. Thành ra cư sĩ mà tha thiết trên đường đạo là tôi rất là kính. Đúng là tôi rất là kính, tôi tán thán. Còn tăng ni mà làm biến là nói tôi chán vô cùng, tôi nói thật. Tôi tính không có xuống nữa. Tăng ni đây không có tha thiết đây mà ăn cư kiết hạ mà coi có 7-8 không. Bên đi thì còn đông một chút, được 10 mấy 20 chục. Không chịu đi. Ở tỉnh xá chơi phè phè chứ. Tỉnh xá thì sướng, ăn mặc ở bệnh đầy đủ. Lại đây thì có giờ có giấc, muốn ngủ thêm nữa không được. Tỉnh xá nó reo nhận một cái ngủ tuốt luôn. Ăn cơm chừng 15 phút nửa tiếng. Ở đây nếu mà tôi dẫn độ chúng thì ít nhất cũng 1 tiếng rưỡi. Ăn phải có hạnh đàng hoàng. Ăn hòa chúng là người ngồi giữa, đưa lên đưa ra hai bên mới bắt đầu ăn. Đọc kinh là tôi phải đọc cái bài mà Luật Ngôn Phật Ngôn, cái bài mà ý, cái bài mà bài nào cũng 108 câu. Bây giờ bỏ hết đố mà tôi đọc Luật Ngôn mà Ngôn ở đây mà thuộc tôi chịu thua. Giỏi lắm 1-2 người. Rồi sư cô Yến thì thuộc. Tôi đi mấy các nơi ở cầu kè ra đến là gặp tôi sợ lắm. Ăn coi 15 phút mà tôi chưa rồi là xá xá rồi xách các bác đi. Ăn mà thấy là tôi xin lỗi. Ăn giống như mấy con ột á. Đút vô táp cái phụp. Và nhai phập phập phập. Rồi canh nó thì bưng lên đụng tới miệng. Ăn từ 15 phút rồi. Về tỉnh xá ăn nữa. Còn ở đây đâu có gió. Có hội chúng mà. Thành ra mình giữ giới là hội chúng giúp cho mình giữ giới rất là thanh tịnh. Do cái thanh tịnh mình có nhiều thì giờ mình quán xét tham tiền. Thành ra sư trưởng nó phải tập sống chung tu học. Mà bây giờ có ai chịu sống chung đâu. Sống chung thì không được tự do. Tự do gì? Tự do phá giới. Tự do là phương tiện. Thì cuộc đời nó qua mau rồi, già khú rồi, không có cái gì hết. Cái pháp lý của đạo Phật rất là khó, rất là sâu. Thì nó có ai đọc bài thơ đó: Phật lý cao siêu, khó giải bài. Trần gian quyền hiện tướng Như Lai, dấu xưa mang mát tìm đâu thấy. Sự cũ mịt mờ biết hỏi ai, lề lối đã rành theo dấu cũ. Roi truyền thôi cũng cứ quằn khai, mong sao trong sự bao hàm lý. Thể tướng dung thông dụng chẳng ngoài. Đạo Phật nó khó vậy đó. Phải thể tướng dụng, tức là giới định tuệ.
Mà giới là gì, định là gì, tuệ là gì? Trường học cũng có giới định tự, kêu là kỷ luật. Tụi ăn cúp nó cũng có giới định tuệ. Nhà nước cũng có giới định luật, kêu là pháp luật. Rồi định là phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu thì mới có cái định luật, thì mới quán, thì các pháp mới rõ. Phân tích tổng hợp, mà muốn phân tích tổng hợp, cái tâm không yên làm sao phân? Mà cái tâm muốn yên mà không giữ giới thì làm sao mà tâm yên? Mà muốn giữ giới mà sống với thầy tà sư bạn không lành thì làm sao giữ giới? Nó liên can tùm lum trong đó hết. Thành là cái đầu tiên quý vị phải giữ giới. Đức Phật nói nếu giới còn đạo Phật còn, giới mất thì đạo Phật phải mất. Giới là bầu không khí hộ lấy sự sống của muôn loài. Giới là cái khuôn hình của cái trống bảo sử, cái đồng ấm thanh tao của nó có hầu hết rồi. Mà có giữ không? Thì tăng ni giờ khó nhất là giới thứ 10. Kế đó giới thứ 9. Thứ 10 là ông nào sa di cũng trả rốt đó. Cấm rớt đến tiền, bạc, vàng, của quý, đồ trang sức. Ông sứ nào cũng rành hết, sợ với sa di phải thuộc. Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai. Phải ăn chay. Đúng rồi là đồ ngọ đó. Sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai là đâu có ăn như sáng. Cấm nghe xe hát múa đờn kèn chỗ đông vui yến tiệc. Hát múa đờn kèn bây giờ radio tivi tới điện thoại di động cũng có radio tivi trong đó. Hết cả thế giới đều nằm trong đó. Cấm trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hà lụa tươi tốt. Mặc đồ kate không, bây giờ giải bô không có, không có mặc được, phải bỏ hết. Đúng rồi là giới thứ ba đó là phải luồm giải bỏ mà đâu lại thành áo. Nhưng có ai cúng giải đồ cũ thì được nhận. Mình phải luồm mà xưa là luồm vẽ rách người ta bỏ ngoài nghĩa địa để giặt lời nói thành đi, quý vị coi có phải không? Cấm ngồi ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn cho xinh đẹp. Thì sư trưởng viết nói đến thăm nhà ba tánh, nếu có ghế riêng cho nhà sư, không có ghế riêng nhà sư thì ngồi trên đất tất cả, còn giường dáng cư gia chẳng phép ngồi. Coi lại chân lý sư trưởng coi. Còn bây giờ quý vị có ghế xích đu cà lắc tới lắc lui vậy. Quá trời quá đất, còn cái gì là cái hạnh nữa? Đâu có thì giờ ngồi thiền, ngồi thiền đâu phải ngồi thẳng cái lưng ngheo suốt đó. Ăn chay thì xót ruột, mà ngồi thiền thì mỏi chân. Bây giờ tăng ni bỏ hết, đi các nơi đâu có ai khất thực nữa. Bát cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muốn cùng đường sinh tử là phải xin ăn tái ngày qua. Thích Ca Mâu Ni. Còn Di Lặc, bát cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Còn Minh Đăng Quang, bát cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muôn dặm đi đi mãi, ngủ nghỉ dưới cội cây. Phật nào muốn đắc quả cũng phải bát cơm xin ngàn nhà. Cho tới Đức Phật Thích Ca mà ôm cái bát đi xin ăn ngay thành Xá Vệ. Vua Tịnh Phạn ra cản liền. Ngài quên rồi, Ngài là con vua sao? Tôi có thể nuôi Ngài với mấy ngàn tăng trong mấy ngàn năm cũng được. Rồi đi xin ăn xấu hổ cho dòng họ Phật, dòng họ Thích Ca. Thì Đức Phật trả lời sao biết không? Mà nói bệ hạ nói rất đúng. Bệ hạ là dòng dõi vua chúa thì bà không đi xin ăn. Mà giữ cho cái dòng họ vua chúa. Còn tôi bây giờ không phải là vua chúa nữa. Mà tôi là dòng họ Phật. Ngài là vua, tôi là Pháp vua. Vua Pháp, ba đời chư Phật đều đi xin ăn. Nếu bệ hạ hãy sám hối cái lời nói của bệ hạ. Vua Tịnh Phạn hiểu liền, quỳ xuống lại sám hối. Tôi bây giờ không phải là con của vua Tịnh Phạn. Thái tử Siddhartha thì con vua Tịnh Phạn. Gia Vua Đà La là vợ của Thái tử Siddhartha, chứ không phải là vợ của Phật. Phật làm gì có vợ, Phật làm gì có cha. Phật là võ trụ, là nhà, chúng sanh là quyến thuộc. Trâu, bò, heo, chó đều là cha mẹ của Phật. Chúng sanh sáu đường đều là cha mẹ của ta. Thì phải lấy cái tâm đó mới khác. Còn nếu mà có một cha một mẹ là người trời đó. Tôi đi đâu là tôi giảng kỹ tới đó, là đi đâu là phá hoại tới đó. Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật, mốc gì. Tâm hiếu là tâm trời. Tâm hiếu như một kiền liên đó, thì mới là tâm Phật.
độ hết tả chúng sanh từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều là cha mẹ mình trong nhiều kiếp, thì đó mới là tâm Phật. Còn mình có một cha một mẹ, kiểu giống như là vua Ba Tư Nặc, chỉ có thương nhất là thương bà Mạc Lợi, kế đó là mẹ, rồi sau đó là thần dân. Thì bà Mạc Lợi nói mẹ hả, nói dốc, không có thật. Giờ nghỉ không? Chiều chúng ta tiếp. Thế để rồi tôi nói là tới chiều cũng không hết. Thì quý vị ôn lại những cái bài tôi giảng đó. Thì cái này chúng ta chiều chúng ta tiếp tục. Thì chắc cũng được mớ. Tôi tính không có giảng kỹ, nhưng mà tôi sợ không giảng kỹ rồi sư giảng bằng nửa nửa sư bỏ, làm cho tụi con là cái gì đó khục hẳn. Mà giảng kỹ hết thì còn cái gì quý vị suy nghĩ nữa. Cái gì một đống pháp lý mà. Thì bị bỏm kiếm chỗ này chỗ khác. Cái này tôi giảng nhưng mà chỗ ba địa khác tôi giảng có giảng qua. Mình bị bỏm mình kiếm trong kinh Đức Phật cũng không có giảng cái gì đó đâu. Mà giảng nửa mớ rồi nè bỏ. Chúng ta nói ăn ngon nhất là ăn có nửa bụng. Còn ăn no rồi là mất ngon. Thì kinh cũng vậy, người nào giảng mà giảng cho rõ ràng hết là dài. Vừa mệt mình mà ở dưới không cần suy nghĩ. Không cần suy nghĩ làm sao có chủng tử trong ai lại gia. Thành ra tôi bắt trả bài là có chủng tử mới trả được. Có nhiều người học thuộc lòng hết trơn rồi. Mà tôi kêu mà cái rung có quên hết. Nếu mà nó chín mùi rồi là rung gì rung nó cũng phát ra. Thành ra giảng bài mà giảng học thuộc lòng là chết. Còn mà nó cái bài giảng Phật nhập tâm rồi là trừ trong đó nó ra. Giảng bằng ai lại gia. Còn giảng bằng tư tưởng thì nhớ cái là rung là quên. Còn ai lại gia là không có quên, tự nhiên nó ra. Thành ra hai cách niệm Phật. Niệm Phật từ tư tưởng tức là cố ý tập trung nhớ nghĩ tưởng Phật tống vào trong ai lại gia. Còn khi mà muốn niệm Phật không niệm mà từ ai lại gia nó hiện ra thì là niệm bằng ai lại gia. Nhưng mà ai lại gia không phải chơn nha, mà cũng chẳng phải giọng. Còn tư tưởng là hoàn toàn giống. Chúng ta học vị thức chúng ta phải biết cái đó. Nắm được chúng ta thấy sáng tỏ hết. Thì hãy niệm Phật tới sơ thiền là chưa có. Chưa có ai lại gia. Nó chưa đầy đâu. Trong ai lại gia mình chủng tử thiện ác tùm lum trong đó. Tống chủng tử niệm Phật. Niệm Phật là chúng tử thiện. Nhưng mà có phát nguyện là có chiều hướng giải thoát. Rồi vô bị chủng tử kia nó diệt. Mình cứ bền làm hoài, làm quỷ thì cái bền là tinh tấn đó. Thì lần lần nó sẽ lấn cái chủng tư kia, nó đầy rồi tự nhiên trong ai là do nó tràn ra. Thì chúng ta nghe Pháp đây không phải là nghe tư tưởng không. Tư tưởng là có tác ý. Như lý tác ý là nghe những cái thiện không. Bất như lý tác ý thì đó là nghe cái A. Còn ở đây không có tác ý. Tự nhiên ai lại do nó thâu vô đó. Mà tư tưởng không biết rồi tỉnh tỏ nó hiện ra. Thành ra như niệm Phật thì khi niệm mà tới chừng ngồi xuống là nghe tiếng niệm Phật, mà tiếng không phải của mình, mà tiếng ở đâu á, có khi ở các cõi trời. Cõi trời người ta cũng niệm Phật đấy. Rồi mình tư tưởng mình đâu có biết. Ai lại gia nó thâu. Khi ai lại gia mình thanh tịnh rồi, nó bàn bạc khắp các cõi, thì cái tiếng của chư thiên nó lọt trong đó mà đầy, nó tự phát ra. Nếu mình hiểu di thức mà không có gì lạ, mình tỉnh queo thôi. Người người dứt thơ xuống hỏi tôi sao kỳ. Con niệm Phật bây giờ từ trong, con muốn nghe là tự nhiên có tiếng niệm Phật. Mà tiếng đó không phải của con, mà cũng không phải con máy. Có người thì nghe tiếng chạy tí thoát, nó là tại mê chạy tí thoát giờ nó hiện ra. Mà có ngày có cái là không biết tiếng ở đâu. Tôi từng nghe cái đó, mà tôi biết cái đó là các cõi trời, chư thiên. Niệm rất là thanh tịnh, rất là nhỏ. Ngồi mình lắng nghe, mà cái đó nhiều người nhận là bát nhã, không phải bát nhã đâu. Cái này hữu âm mà. Cái này là nhị thiền của cõi trời sắc giới. Mà muốn được vậy là cũng tu dữ lắm, là tập trung mạnh, kỹ, lâu và sâu mới đạt được cái đó. Còn bát nhã là khác. Bát nhã lắng nghe, chứ không có tập trung. Mà lắng nghe thì nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng ca hát, nghe tất cả. Nó không có chạy cái gì hết. Nhưng mà nó trở về cái nghe là không nghe gì hết mà nghe tất cả.
nghe tất cả mà không nghe gì hết, không dính mắc vào cái gì hết, thì cái này mới thật sự là bát nhã. Nó giống hệt. Thôi tới đây tạm ngưng nghe không? Cái đó gì quý vị suy nghĩ thêm. Tôi là thích làm sao gợi cho quý vị, chọc quý vị chút rồi tôi bỏ lửng vậy thôi. Làm biến quá thì thôi. Pháp tôi là phải cố gắng ngồi. Ở đây thì khất sĩ là ngồi thiền tới ba thời, khuya chiều sáng. Về ngồi đi. Nếu mình đáy khuya là 11 giờ, mình ngồi luôn tới sáng 8-9 tiếng vậy đó. Nó không ra bữa nay thì mai, một ngày không ra thì 10 ngày, 100 ngày. Khó gõ mãi thì nó ra thôi. Thôi bữa nay không có thầy làm sao vậy? Thôi giờ nghỉ ha. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng. Tôi xin nhắc lại bài giảng hôm nay gồm có 6 phần. Phần thứ nhất là dẫn nhập. Phần thứ nhì là khai mở pháp thân. Phần thứ ba là ba kiết sử đầu tiên. Phần thứ tư là đặc tính của quả dự lưu. Phần thứ năm là thánh quả, thành quả. Phần thứ sáu là lời khuyên của Đức Phật. Có 6 phần. Giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất. Hồi sáng chúng ta có giảng rồi đó. Chữ dự lưu đây là dòng sông, tức là dòng sông chảy vào thánh quả giải thoát. Thì ở đây đó thì Đức Phật nói Sariputta thế nào là dòng sông, tức là dòng sông chảy vào dự lưu. Thì ông Sá Lợi Phất nói bát chánh đạo là dòng sông, thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy cho tới chánh định. Thì quý vị đã thuộc lòng, nhất là tăng ni cái này phải nắm vững đấy. Nhưng mà giải thích thì chắc tôi thấy giải thích không có chảy, ít có ai giải thích cho rành cái này. Thì Đức Phật xác nhận chính là thấy rõ bát chánh đạo là đạo Phật. Thì tất cả tôn giáo bạn không có bát chánh đạo, mà do cái bát chánh đạo này mà Mục Kiền Liên bị đập chết và Xá Lợi Phất thoát khỏi, cũng trên đồi kênh kênh vậy đó, tôi thấy trong kinh đề đó. Sau khi xả thiền, Mục Kiền Liên mới đi xuống. Thì tụi ngoại đạo đó thì nói là tụi vô côn mà, nó mới chặn lại, nó hỏi ông tu theo ai. Nó tu theo Cồ Đàm, tức là bổn sư Thích Ca. Cồ Đàm tu cái gì? Nó tu bát chánh đạo. Ngoại đạo có bát chánh đạo không? Vì một người liên ngoại đạo mà làm cái gì có bát chánh đạo được? Chỉ có Thế Tôn là bậc dự lưu là A-la-hán mới thấy được bát chánh đạo. Nói gì không có hả? Ta đập cho chết. Mỗi người đánh một cái, đánh tới một kiền liên trở về tỉnh xá 7 ngày sau là chết. Lúc đó còn Đức Phật á. Còn Xá Lợi Phất cũng ngồi trên đồi kênh kênh, nó đi xuống. Thì nó chẳng nó hỏi ông tu theo ai. Nó Cồ Đàm. Cồ Đàm lấy cái gì dạy chúng? Ông nói bát chánh đạo. Hỏi là ngoại đạo có bát chánh đạo không? Ông nói bát chánh đạo là có võ trụ, không phải có ai hết. Người nào đắc quả Như Lai thì thấy được bát chánh đạo thì mới đem đó giảng ra. Nó nói vậy là nó có võ trụ là chung hết, ai cũng thấy được hay phải nói. Thì Xá Lợi Phất nó ở thành Như Lai thì thấy được bát chánh đạo mới đem ra giảng. Nó là của võ trụ. Nói vậy thôi cho ông đi. Thì chúng ta thấy hai người trả lời giống hệt nha, nhưng mà khác một cái. Cái bát chánh đạo không phải dễ thấy, chỉ có mình Thái tử Siddhartha nhập định mới thấy được. Cho nên nó không phải là pháp môn đối trị, nó là của võ trụ. Nhưng mà Phật Thích Ca thấy được mới giảng ra. Thành ra đã từng hỏi là pháp có trước hay Phật có trước, thì cái đó tùy. Nếu pháp võ trụ là phải có trước, thầy có ba đời chư Phật. Rồi khi ngài ngồi thiền, ngài thấy được pháp võ trụ, ngài mới giảng ra. Thì cái pháp võ trụ thành đạo pháp của Phật Thích Ca. Thành đạo pháp võ trụ thì có trước chư Phật. Rồi từ đó chư Phật mới sanh ra, rồi mới tham thiền thấy được đó mới giảng lại. Thì cái pháp sau này là pháp của Phật Thích Ca. Đại khái vậy ha. Người Phật tử đây coi ta, ta hỏi mình trả lời pháp có trước hay Phật có trước. Thì tùy, nếu pháp của võ trụ đó thì nó có trước Phật. Còn pháp mà Phật Thích Ca thiết đó thì có sau Phật. Phật Thích Ca thiết pháp thì pháp đó có sau Phật. Nhưng mà Phật Thích Ca thiết pháp, pháp này ở đâu? Ở trong võ trụ. Ngài ngồi thiền, ngài thấy, ngài mới đem giảng lại. Thì cái pháp ngài giảng lại là có sau Phật.
Thành ra hai người trả lời giống hệt nhau mà khác nhau. Nó vũ trụ mà ai mà đắc quả mà nhìn thấy vũ trụ, chỉ có mình Thích Ca thôi. Trước kia là người trời, chứ không ai đi vào vũ trụ được. Thành ở ngoài Phật Thích Ca là không ai mà thấy được vũ trụ. Thành ra ông Mục Kỳ Liên nói làm gì mà thấy Bát Chánh Đạo, chỉ có mình là Cồ Đàm thấy thôi. Ngoại đạo không bao giờ thấy được Bát Chánh Đạo. Như vậy đập cho ông chết. Rồi cái Xá Lợi Phất là nó nốt của vũ trụ chứ không phải có Phật Thích Ca. Ngài ngồi thiền, Ngài thấy được và Ngài thiết ra. Vậy là ngoại đạo cũng có, ngoại đạo chừng nào mới là ngồi mà thấy được Bát Chánh Đạo, mới thấy được cái Pháp vũ trụ. Thì đại khái như vậy để mình biết là tại sao Mười Quyền Liên chết mà Xá Lợi Phất sống. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra đây tôi muốn nói rằng cái Bát Chánh Đạo thì ai cũng thuộc lòng hết. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh kiến tư duy đó là huệ, là cái diệu dụng của cuộc sống này. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái giới, giới là để cho xác thân này. Còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Thì cái chánh kiến là đứng đầu nhất. Mà chánh kiến là gì ha? Chúng ta thấy cái danh từ Phật giáo nhiều, cho đó người tu rất là khó khăn, nhưng mà nắm được rồi thì nó dễ dàng thôi. Chánh kiến đó là cái thấy. Mà cái thấy là gì? Tức là thọ cảm, tức là cảm giác. Nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, biết mà không có tư duy, tư duy mà chưa có kinh nghiệm. Đó là cái tiến trình ngâm quẩn. Nhìn đó là bốn đường ác. Tôi nhìn thấy cái này mà tôi không thấy. Thấy có vật, vật lù lù, mà vật đó là cái gì? Không biết. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kêu là cái nhìn. Nhìn sự vật, biết có vật, nhưng mà vật gì thì không biết. Tới chừng mà có A Lại Gia vô, làm cho căn trần thức này đấm nhiễm nhau, kêu là súc, thì biết đây là cái bình đựng nước. Thì cái đó chúng ta kêu là nghiệp. Thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chưa có nghiệp. Mà không có nghiệp thì không có cải sửa. Sống sao thì chịu vậy thôi, tôi có kể rồi. Ngạ quỷ thì có cảm giác mà chưa có tư tưởng. Nên hãy cảm giác thích thú thì làm, chứ không có sự suy nghĩ gì hết. Còn súc sanh thì tư nghĩ sao làm vậy, không có tính toán, không có phân biệt, không có cải sửa, tôi đã nói rồi. Còn loài người thì bắt đầu có nghiệp, có ý chí, có tiềm thức, có mạt na, tính toán, so sánh, nghĩ tới cái hậu quả của nó. Thì đó cõi người, nhưng mà không có kinh nghiệm. Làm năm ăn năm thua. Chúng ta thấy là cái Thủ Lăng Nghiêm rất hay. Loài người năm tưởng năm tình. Tưởng là thân, mà tình là đọa. Thường tưởng tất thân, thường tình tất đọa. Tới cõi trời dục giới là sáu tưởng có bốn tình. Bắt đầu có Ai Là Già. Tức là có những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức chứa lại. Tới cõi trời sắc giới Ai Lại Gia rất là dồi dào, kinh nghiệm rất là đầy đủ, cho nên không xài cái sắc thân bên ngoài, mà chỉ xài cái sắc thân bên trong, tức là các dây thần kinh. Thành ra họ sống rất lâu, họ chết là họ biến mất, kêu là quá thân, quá hiện. Noãn thai thấp quá, thì từ cõi trời sắc giới vô sắc là quá, quá, chứ không có noãn là sinh trứng. Không có thai là người, trâu bò, thấp lăng quăng trùng dế. Quá sanh là biến mất, sanh qua cõi khác. Cái gì không biết cái đó. Tôi thấy cái này giảng còn lộn xộn mà tôi nghiên cứu hoài, tôi mới hiểu được. Còn cái quá sanh của cái cực lạc khác nữa nha. Cái quá sanh này là lo mình tu tập rồi, cái tư tưởng mình thăng qua lên, mình có thể tự biến hóa mất. Còn cái này là nó có hình, có tướng, nhưng mà cái tướng di tế. Còn quá sanh là cái bông sen xứ cực lạc do Phật Di Đà quá hiện đó, thì lo là do hào quang kết lại. Chúng ta nắm không có dính, còn cái này nắm nó dính, nó có hình, có tướng. Còn cái quá sanh của bông sen cho lý liên qua quá sanh, thì A Di Đà dùng cái hào quang để kết tụ lại, thấy dường như có mà chụp không dính. Nó là hào quang chứ nó không, nó là
sát na. Còn cõi trời nó thuộc về chu kỳ, do tư tưởng cao mới tạo ra cái quá hiện biến mất ở đây, hiện qua bên kia. Thành ra cõi trời đó là không có nam căn nữ căn, cõi trời sắc giới, đứng trượng phu không. Nó biết chết rồi là biến mất qua cõi khác. Thì trong kinh có kể một cái cô gì là vợ của ông vua Tiểu Lương Thánh Vương, những mấy ngàn bà vợ nha, mà nó không có giao hợp, chỉ có hình tướng đẹp thôi, rồi sống chung hửi hơi nhau vậy thôi. Thì cổ chết với cổ đọa xuống cõi người này, rồi đó ở đâu cũng mười mấy hai chục năm vậy đó, có con bốn năm đứa. Rồi cổ chết cái cổ đầu thai lên trở về với vua Chuẩn Ninh Thánh Vương. Đâu mười mấy năm mà lên chển gặp Chuẩn Ninh Đương hỏi nàng đi đâu mà lâu quá vậy. Mới chưa tới một ngày nữa, mà ở đây mười mấy năm. Nên tôi chết tôi xuống trần gian này, tôi có chồng, có con, bây giờ tôi chán cõi dưới tôi sanh lên đây. Mà chưa tới một ngày thôi đại thái tôi nói vậy để biết cái đó là trong kinh. Mình coi để mình mở mang cái kiến thức mình, chứ mình không hiểu nổi đâu. Muốn hiểu mấy cái đó quý vị ngồi thiền á, rồi trong lúc tâm thanh tịnh đó, quý vị thầm hội. Thầm hội tức là cách lặng lẽ quý vị biết được nó. Ngoài quý vị ra không người khác biết. Có người nào mà cái trình độ tu chứng như mình đó thì mình có thể nói người đó hiểu được. Còn không thì thôi đừng có trông mong. Mình chỉ biết ăn, uống, ngủ, nghỉ, bồi dưỡng, sắc tài, danh lợi, thực tiền. Còn cõi đó là không có sắc tài, danh lợi, mà cái hỷ lạc. Rồi tới cõi vô sắc, tứ thiền và tứ không, không có hỷ lạc nữa, mà là bất lạc, bất khổ thọ. Thôi đó để khi nào khác tôi rảnh tôi nói sâu hơn. À, quý vị tu cá khá rồi tôi nói mới hiểu, nói ông sư nào nói dốc. Thì dốc hay không thì quý vị ngồi thiền đi, rồi tự nhiên quý vị thấy à, thì chừng đó khỏi ai giảng hết rồi, thanh tịnh đi rồi mình sẽ thể nhập vào đó. Nếu cái trình độ mình nhập nhị thiền rồi, mình sẽ thấy được cái cõi nhị thiền của sắc giới. Rồi mình nhập tứ thiền tứ không, mình sẽ thoải tứ không. Nhưng mà tất cả đều là tư tưởng quá hiện. Mà tư tưởng thì nằm trong ba điều chúng ta phải nhớ: vô thường, vô ngã, khổ đau. Bên Nam Tông thường lấy cái này làm tam pháp ấn. Thật cái này tam pháp ấn của chu kỳ. Còn bên Bắc Tông đó thì vô thường, vô ngã, khổ đau là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc. Còn vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tịnh là có bốn tiểu thánh. Còn vô thường, vô ngã, niết bàn tịch chiếu là có ba bậc tam tôn. Thật khác nhau. Thôi tôi nói vậy thôi. Thành ra đây tám cái dòng này đó thì tôi không có giảng hết giờ vì nó còn dài lắm. Thì quý vị có chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến rồi thì nó chánh kiến là cảm giác, chánh tư duy là tư tưởng, tức là tri kiến vậy. Do tri kiến mới tạo ra tam giới. Thành ra cõi nào cũng có thân, có cảm giác, có tư tưởng, kêu là thọ tưởng cũng nó, mà tri kiến cũng nó. Diệt thọ tưởng là diệt hết tam giới này. Cõi nào cũng có sắc thân, có cảm giác, có tư tưởng. Sắc thân là sân của mình. Cảm giác là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, nương vào cái thân này để phát hiện. Nếu bốn đường ác thì nương vào con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái sắc thân bên ngoài. Thì nương vào con mắt để phát hiện cái cảm giác lờ mờ, đó là ngạ quỷ. Rồi cái ốc nó nương vào dây thần kinh ốc để nó sửa mấy cái cảm giác đó lại. Sắc thinh nương dị xúc. Thành ra pháp trần thì có đó kêu là pháp trần. Thì cái này là tư tưởng của xúc sanh. Rồi tiến hóa lên tới cõi người là có ý chí, tức là có sự đắn đo lựa chọn phân biệt để sai cái thân cái miệng hành động. Thì bây giờ có thêm tiềm thức, tức là nghiệp mặt na. Thì bên nguyên thủy nên Nam Tông chú trọng vào cái nghiệp này. Khoa học cũng mang máng biết được cái nghiệp thôi. Từ ngày ông ấy xe mà tìm được mà không gian bốn chiều, thì cả thế giới có một số bác học hiểu, một số không hiểu. Bác học mà không hiểu
Chúng ta biết là không gian 4 chiều rất khó, không gian thì có 3 chiều. Như cái bàn này có chiều ngang, chiều dọc có 2 chiều. Thì như con kiến, con cua nó bò thì chiều mà ngang với dọc thôi. Còn con nào mà nhảy cao được là có 3 chiều. Người ta mà nhảy cao được. Nhưng mà 4 chiều thì không có. 4 chiều là sao? Chiều nào nữa bây giờ? Thì ông ấy sẽ tìm ra cái chiều nhận thức, cái chiều hiểu biết. Cũng như bây giờ tôi là người, thì cái nhận thức của tôi nước là nước. Rồi bây giờ tôi nhập định, tôi thăng qua cái nhận thức tôi qua các nhà khoa học, thì nước bắt đầu biến thành H2O. Tôi đổi nhận thức thì cái nước nó biến khác, thì cái nhận thức tôi phải cao. Rồi bây giờ tôi chuyển cái nhận thức qua điện tử, thì H là một điện tử âm, một điện tử dương, oxy là đường 6 điện tử âm dương. Thì cái nhận thức tôi lên cao, đối tượng lên cao. Còn nếu tôi chuyển qua cõi trời nữa thì nước biến thành lưu ly. Thì cái nhận thức là vô thường, hiện tại, quá khứ, vị lai. Còn cái đối tượng nhận thức là vô ngã, là có hình tướng rõ rệt ráp lại. Cái này quý vị phải ngồi thiền cho lắm mới biết được nha. Rồi khi mà nó chuyển biến thần tốc thì cái không gian này nó rộng lớn, nó bị quá giải vào cái nhận thức, thì mất cái đối tượng, chỉ còn cái nhận thức tuyệt đối. Thì cái đó kêu là hiện tiền. Thì cái này là qua đạo Phật, nhập lưu nhất ngữ lai bất lai. Cái đó là cái mà ông Đức Sơn ổng đi tìm á. Ông gặp bà lão, ông nói là ông giải kinh Kim Cang. Kim Cang thì không chấp nhận hiện tại. Hiện tại thì có quá khứ, mà có hiện tại thì có vị lai. Còn hiện tiền thì không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Đó chỉ là cái điện tử, cái năng lực thôi. Chỉ có năng lực chuyển biến thôi. Thì bây giờ hiện tại là năng lực, thì quá khứ cũng năng lực, mà tương lai cũng là năng lực. Đâu có tướng gì đâu, chỉ có cái hình dòng nước thôi. Thì tôi thường nói dòng nước đó là hiện tiền. Rồi gió bắc phong làm cho dòng nước nổi sóng thì bắt đầu có hiện tại. Thành ra tôi thường đọc đó, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Đó là cõi tứ thiền, chưa phải là đạo Phật. Đạo Phật thì thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười, an trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Sát na là cái gì hả? Chắc không biết sát na. Thành ra cái ông thiền sư ông hỏi ông Kumala Tập, sát na là gì thầy? Dịch kinh giỏi lắm à. Tất cả kinh đều mình có ông Huyền Trang với Kumala Tập dịch gần hết. Thì Mala Tập nói Phật không có giảng rõ. Một sát na là 90 sao. Một giờ có 90 phút, một phút có 90 giây, một giây có 90 sao. Thì đó kêu là sát na, tức là chuyển biến quá nhanh. Nhưng mà sau này tôi coi di thức thì chưa đúng. Sát na của nhập lưu đó thì 90 sao. Sát na của nhất giảng lai đó hàng triệu sao. Sát na của bất lai hàng tỷ sao. Bởi vì cái tỉnh thức mình nó càng liên tục chừng nào thì cái chuyển biến nó cần thần tốc chừng ấy. Thôi bỏ qua, tôi nói sơ thôi. Khi nào gặp nhau, quý vị có học di thức thì tôi giảng có gì hiểu. Còn bây giờ quý vị nghe cũng không biết cái gì hết. Nào mà nói tôi nói dốc. Thì cái đó phải ngồi thiền cho giữ. Giờ phải nắm vững cái tám thức. Nào, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì cái này nó ăn với tiếng niệm xứ giống hệt. Niệm thân, tức là sắc quẩn. Niệm thọ là thọ quẩn. Niệm tưởng hành, đó là tâm quẩn. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Tâm đây là thức thứ sáu, mà hành đây là thức thứ bảy. Mà không có thức thứ bảy cung cấp thức thứ sáu tịch luôn. Thành ra hai cái này nó thường dính liền. Còn niệm thức là thức thứ tám. Thân, thọ, tâm, pháp thì pháp đây tức là thức quẩn. Thôi đại khái vậy ha. Thì bây giờ để giảng cho cái này, rồi sau gặp nhau thì tôi giảng sau nữa, rồi quý vị coi lại quý vị mới hiểu. Thì cái chánh kiến, chánh tư duy là chánh tri kiến.
Mà kiến đây là cái biết cảm giác, rồi chánh tư duy là cái biết của tư tưởng, là tri, tri kiến. Thì chính cái tri kiến này tạo ra tam giới. Mà cái cảm giác thường thường nó mượn sắc thân để nó phát hiện, thì giống như cái làn sóng mà nó mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói, thì tiếng nói này không phải của ống loa mà của làn sóng. Như vậy cảm giác nó mượn con mắt, thì con mắt không phải là cảm giác, mà cảm giác nó mượn con mắt làm căn để nó phát hiện, để dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Thành ra khi quý vị xuống con mắt, hư con mắt, thì quý vị trị hết là thấy lại. Còn quý vị đứt dây thần kinh thị giác rồi thì thôi, từ đó nối dây thần kinh lại không là đuôi luôn. Quý vị thấy có người có mắt rất tốt mà không thấy được, thành ra con mắt quý vị đỏ, quý vị có thể nhỏ nó hết. Mà dây thần kinh nó đứt rồi là quý vị nhỏ nó dẫn đuôi. Quý vị mà đi phỏng tay, phỏng nửa thân mình nước sôi đổ rồi, cái đó là sừng. Cái thân duy thức kêu là phù trần căn. Quý vị sức thuốc 5-7 bữa một tháng nó lành hết. Còn quý vị đứt dây thần kinh xúc giác rồi thì tôi chịu rồi. Cái gì, cái tay chân lành lặn nhưng mà không có cảm giác đau nữa. Cái phần quan trọng cái này là cõi trời sắc giới thì xài dây thần kinh, còn chúng ta là xài cái sắc thân. Thành ra trong duy thức có phù trần căn, tịnh sắc căn, rồi thêm thắng nghĩa căn, thì đây là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai, căn bản pháp môn. Rồi tới a la hán là tuệ tri. Tuệ tri là đi vào niết bàn tịch tịnh. Thành ra A-la-hán là thánh vô học, còn nhập lưu nhất lai bất lai là thánh hữu học. Thì ba vị này có thể đi tới liễu tri. Liễu tri là gì? Là A-la-hán phát bồ đề tâm, tùy thuận giáo hóa chúng sanh thì mới có cái hiểu biết toàn diện. Còn A-la-hán mới hiểu biết mình thôi, còn vũ trụ chưa biết. Thôi đại khái vậy thôi ha. Nói sơ để như vậy, cái này sau có gặp nhau. Bác chánh đạo tôi giảng lại, cái này tôi giảng chánh kiến, chánh tư duy thôi. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tùy theo cái chánh kiến này mà cái cuộc sống của chúng ta, cái sắc thân này khác. Rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là khác nữa. Cái này là cái tập trung. Trong kinh thường kêu là giới thanh tịnh, là chánh mạng, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp. Đó là giới thanh tịnh. Rồi đi tới chánh niệm, chánh định đó thì đây là tâm thanh tịnh. Rồi đi tới cái chánh kiến, chánh tư duy đó kêu là kiến thanh tịnh. Ông gì giảng cho Xá Lợi Phất. Ông gì mà đi qua cái xứ ấy rồi bị tụi ấy. Đó thì ông mới giảng cái bài này. Thấy không? Giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh phải chăng là niết bàn? Không phải. Giới thanh tịnh đưa tới tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh phải chăng là cái rốt ráo? Không, đưa tới kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh phải chăng rốt ráo? Không phải ngài. Đưa tới đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi là nhập lưu đấy. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đây là cõi trời. Kiến thanh tịnh là từ nhị thiền trở lên thì mới gọi là cảm giác thanh tịnh. Nhị thiền là định sáng hí lạ, bỏ sắc thân bên ngoài, sống một cái sắc thân bên trong. Nhưng mà do đề nén à, cái đụng chuyện là mất đó. Rồi mới tới là đoạn nghi thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là cái thức bắt đầu trong sáng. Người này mà có thiện trí thức có thể nhận được bất tử. Còn không đừng có trông mong. Mà bây giờ mấy ai mà đạt cái chỗ này? Quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật có đếm chưa? Chưa có chánh kiến đâu. Chánh kiến người trời á, tới mà khỏi cần niệm Phật, ai lại da đầy rồi nó tràn ra, thì đây là chánh kiến của người trời. Người này có thể qua đạo Phật, phải có người giảng, không thôi là đi túc luốc đường tẻ. Người này phải quán thì mới là tứ niệm xứ chuyên, và quán ít có để ý tới chỉ, chứ không phải chỉ quán là ai. Trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Quán là gì? Quán là sự suy tư. Chỉ là gì? Chỉ là sự yên lặng.
Muốn suy tư mà nước nó đục ngầu, làm sao suy tư, làm sao mà thấy mặt nó được. Mình muốn dòm cái mặt mình vào trong nước là nước phải đừng có xao động. Mà nước xao động là không có chỉ. Mà xao động làm sao mình thấy cái mặt ở trong cái hình đó được. Thành ra nước phải lặn xuống. Rồi bây giờ nước lặn thì đâu có phải thấy, mình mới để ý tới cái mặt mình soi vô trong cái nước lặn đó rồi nó sẽ chiếu hình rõ. Thì chiếu hình đó là huệ, đó là quán. Thì ra trong quán phải có lặn, có lặng lẽ. Mà trong lặng lẽ thì có chứa cái quán. Nhưng mà mình nếu đi lặng lẽ rồi mình không để ý cái quán thì mình dọt qua. Bởi vì tới tứ thiền đó, tứ thiền sắc giới có 9 cõi. Thì ngũ tịnh cư thiên hay ngũ bất hoàng thiên là của Bất Lai, năm cõi. Là đi thẳng tới La Hán, bất hoàng là không trở lại nữa. Còn bốn cõi kia ngoại đạo là qua tứ không. Rồi tới vô sở xứ mình tương tự như là A La Hán, phi tưởng tưởng tương tự như Lai, đâu tu gì nữa. Hết rồi. Lầm. Kêu là ngũ ấm ma. Thôi gặp lại, gặp tới nữa, gặp nhau tôi sẽ phân biệt giữa ngũ ấm ma của vô sở xứ với A La Hán, phi tưởng như Lai khác nhau chỗ nào. Cái đó là cái suy nghiệm của tôi thôi. Thì trong đó chúng ta thấy trong kinh nó mấy Bồ Tát rất giỏi. Thí dụ như hai ly nước mà tôi thấy sáng tỏ. Một cái có cặn cáo do chỉ đè nén nó lóng xuống. Mà lóng thì nó trống, trong là quán. Vậy chỉ càng mạnh chừng nào thì cái quán còn rõ ràng chừng đấy. Còn nước còn chút ít cặn cáo thì nó còn có quán cũng không rõ. Mà quán càng rõ chừng nào thì cái chỉ càng mạnh chừng đấy. Còn Bậc Thánh là không có quán, không có chỉ. Chỉ là quán mà quán là chỉ. Ví dụ cầm ly nước của Bậc Thánh mà lực trong quý vị lắc ngược lại quý vị quậy đó cũng vẫn trong. Đâu có cần chỉ. Không có cần nhập định, không có cần xuất định. Mà có nhập có xuất rồi thì là phàm phu, là cõi trời. Mà nó coi cái thường định. Đạo Phật không có chấp nhận xuất với nhập. Nhưng mà trước tiên muốn đi qua đạo Phật phải qua đạo trời. Muốn đường ác làm sao được? Ác là chưa có nghiệp, mặt na chưa có. Làm sao có ai lại ra? Coi cái bài Lục Căn của sư trưởng đó. Đó. Ngạ quỷ là chỉ có cảm giác, chưa có tư tưởng, chưa có phân biệt. Theo cái cảm giác mà hành động. Phải mà cảm thấy thích, dễ chịu làm liền. Không có nghĩ tới phân biệt cái nào tốt xấu. Thì chúng ta thấy cỏ cây như cái dừa. Trồng trần chuồng heo, mấy người ở quê thì biết. Uống nước dừa hôi rình cứ keo. Tôi là bị rồi đó, trò đem khúng. Tôi chặt ra tôi uống hôi rình, tôi kêu nó rồi tôi hỏi. Nó nói cái này trồng trần chuồng heo thầy. Thành ra nó hôi, nó từ cái dừa mà nó không lọc được. Rồi tới súc sanh thì nó có phân biệt. Mà lờ mờ, phân biệt theo bản năng. Hôm qua tôi có kể như con gà. Nó ấp trứng gà mà để trứng vịt vô nó vẫn ấp thì nó đâu có phân biệt. Rồi ra con vịt con nó tưởng là con gà con mà đi một bầy gì đó mà con vịt len vô mà nó không biết. Nó dẫn đi dần sông thì con vịt nhảy xuống sông, nó trên này nó cần lúc lắc nó kêu sùm hết. Thành ra mà so sánh giữa ngạ quỷ súc sanh loài thú với loài người như Trâu Na Tiên Tỳ Kheo thì chết. Tôi nói như vậy là kẹt. Không có lãi giá. Cái xoài rớt xuống rồi lên như cây xoài, có trái xoài thì xanh lên cây xoài khác. Thì đây đâu có ai lại ra, đâu có linh hồn. Rất là hay. Nhưng mà suy nghĩ lại là sơ sót trong đó. Nó còn nhiều cái sai lầm. Mà quý vị không dám bị là cả thế giới chấp nhận. Ông nào tiên ông giỏi quá. Giỏi nhưng giỏi cho còn cái chỗ nó con chim. Đầu ở trên cái nhánh... cái nhánh mai con chim đại bàng nó đậu trên nhánh ngô đồng, hai cái đậu một lượt thì cái bóng con chim nào xuống đất trước thì Na Tiên trả lời một lượt chết. Tôi nói chết cái này trật, ai cũng sợ cái hào quang Na Tiên. Đối với tôi là không được, cái đó là thế giới chu kỳ. Rồi hỏi bây giờ một người chết sanh ở cõi trời dục giới, người chết sanh ở cõi trời sắc giới, hai người cùng chết lượt thì ai đầu thai trước? Thì Na Tiên nói một lượt. Rất hay và trật. Rồi ông Vô Liên Đạo hỏi Na Tiên nữa.
Thì Na Tiên mới hỏi bệ hạ, bây giờ bệ hạ sanh ở đâu? Nói sanh ở cái quốc gia cách đây mấy ngàn cây số. Rồi bây giờ cái thành phố, cái chỗ bệ hạ ở đâu nó cách đây vài cây số. Bây giờ bệ hạ nghĩ tới chỗ bệ hạ ở đi. Rồi nghĩ tới chỗ mà mẹ bệ hạ sanh bệ hạ đó. Rồi chưa? Ngài vua nói rồi. Hỏi bệ hạ nghĩ gì, cái nào tới trước? Thì ngài vua nói hai cái tới mực lượt. Trật. Thôi, thấy cái này là tôi học duy thức sâu rồi là tôi thấy là sai. Mà ai mà thấy sai được? Cái này trong kinh nó thường kêu là thác giác. Thác là sai lầm, giác là nhận biết một cách sai lầm. Giờ tôi hỏi quý vị, cho ví dụ thì thấy nó rõ thôi. Bây giờ để cái bia ở trước mặt, hai người cùng nắm tên bắn. Bây giờ người bắn tốc độ 5 cây số, một người bắn với tốc độ 50 cây số, thì mũi tên nào tới trước? Quý vị trả lời với ợ. Mũi tên 50 cây số phải tới trước, 50 số phải tới sau. Rồi bây giờ tôi lấy thí dụ khác. Hai người cùng bắn một lượt. Một người bắn tốc độ 50 thước, người bắn tốc độ 49 thước rưỡi. Cách nhau có nửa thước. Cùng bắn một lượt, cái nào tới trước? Một lượt. Mà làm sao một lượt được? Không có một lượt được. Nhưng mà vì nó đi thần tốc quá, mình thấy dường như mũi tên 50 cây số giờ với mũi tên 49 cây số giờ thì cái này ghim cái ghim liền, không thấy trước sao. Nhưng mà thật sự hay có không gian là phải có trước sao. Chừng nào mất không gian thì mới một lượt được. Mà tôi tìm hoài không biết cái thí dụ nào cho rõ, nhưng mai khoa học bây giờ có. Hồi thời Đức Phật là không giảng được cái này, nhưng mà thời này giảng được. Phật tử biểu tôi cho thí dụ thôi cũng chớ giới. Nhưng về ngồi thiền một cái ra, ngồi thiền tập trung kỹ mạnh lâu sau 3-4 tiếng rồi mình thấy. Thì tôi mới thí dụ bây giờ cái đài phát thanh Sài Gòn với đài phát thanh Mỹ. Bây giờ quý vị dùng máy bay bay với một cái vận tốc bằng nhau, thì bây giờ đi tới Sài Gòn, đi tới Mỹ, cái nào tới trước? Phật tử nói cái này dễ thôi, thì Sài Gòn phải tới trước vì nó gần hơn. Rồi bây giờ quý vị đem hai cái radio, một cái tần số Mỹ, một cái tần số Sài Gòn. Quý vị nhấn cái tần số một lượt mở ra, cái nào tiếng nói thế nào trước? Phật tử nói hai cái một lượt. Tôi nói cái này thì đúng. Sao không nói là Sài Gòn trước mà bên Mỹ sao? Tại sao quý vị biết không? Tại vì nó không có không gian, nó ở trên này hết. Đài Sài Gòn cũng đây, mà đài Mỹ cũng đây, đài Anh cũng đây, và Pháp cũng đây. Cách nhau cái tần số thôi. Thành ra khi quý vị nhấn nút một lượt thì nó phát hiện một lượt. Cái đó kêu là phát hiện chứ không phải đi để mà đến. Thành ra tôi giảng cái tịnh độ, tôi giảng rất rõ ràng. Nếu mình chết ở đây mà sanh về cõi trời, một người ở cõi trời dục giới, người cõi trời sắc giới thì có trước sao? Cái đó là đầu thai. Đầu thai là gì quý vị biết không? Thai là vào cái thai của người nữ. Đầu là đi vào, đầu quân, đầu hàng, chữ đầu để có nghĩa đi vào, chứ không phải là cái đầu này. Chữ Hán nó khó lắm. Chữ cái đầu viết chữ khác, mà cái đầu là đi vào khác. Đầu tư, tư là vốn, đầu là đưa vốn vào. Thì đầu thai tức là đi vào cái thai của người mẹ, thì phải có không gian. Còn với người giảng sanh thì không có đi, không có đến. Giảng sanh là lập tức tại đây, nó nằm ở trong không gian này. Chỉ cần A Di Đà nhấn nút một cái nó hiện ra thực lại. Thành ra từ xưa người ta nói nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu niệm Phật A Di Đà đó thì không cần khải móng tay là đến rồi. Chỉ coi lên đuổi một cái là xến với Cực Lạc hiện liền. Mình không thể giảng sanh được, nhập lưu nhất đẳng lai không thể được. Bởi vì cái đó là thế giới sắc na. Mà sát na phải thần tốc từ A-la-hán thì được, bất lai cũng còn kém. Thành ra vừa chết rồi thì Cực Lạc hiện trước mắt liền. Còn cái kia phải đi và phải đến. Có đi, có thời gian, có không gian, có đến. Còn đây với thế giới là cái dàn làn sóng của đài phát thanh cũng đây, mà sóng của Mỹ cũng đấy. Đâu có đi đến, nó hiện xuống cái đó vô liền.